Vâng, em xin kính chào toàn thể quý vị các anh chị. Trong video buổi sáng ngày hôm nay, ngày mùng 4 tháng 4, em tiếp tục làm video xin gửi đến tất cả quý vị các anh chị những cái sản phẩm mà cửa hàng em hiện đang có sẵn. Vâng, vào video ngày hôm nay thì em xin xả 3 chiếc quạt. Đấy. Một là chiếc Toshiba bàn gang sắt. Hai là một em Sanyo. Đấy, toàn thân gang sắt luôn các bác nhé. Và em thứ ba là một em Genera. Đấy. Cũng gang sắt luôn đấy. Gang sắt, nhưng em là bầu nhựa. Cánh kiểu cả dạng cánh của là La Vương miệng ấy. Còn hàng ok hết các bác nhé. Và sau đây em xin đi test từng chức năng của từng chiếc quạt. Đấy, em này là một chiếc quạt bàn gang sắt, giúp năng cơ bầu nhựa. Đấy. Em này thì còn rất ok. Nhưng người ta bảo như này kiểu phải vía đấy. Hôm nay em trao vía luôn nhé các bác nhé. Rất chắc chắn. Đấy. Cánh cổ lành luôn ý. Em vẫn bao cánh cổ lành cho các bác nhé. Xá thì xá nhưng mà gì làm gì. Đấy, cánh này gang sắt thì cổ thì không phải bàn được, vẫn là cổ rồi. Đấy, các bác nhìn này. Dây điện dây điếc sáng choang. Đấy, một chiếc quạt bàn gang sắt bầu nhựa túp năng cơ. Đấy, cánh cổ em bao lành, điện dây điện điếc em bao zin luôn các bác. Đấy. Con này là em Toshiba, mã của nó là DF30A. Đấy. Em này thì có 4 phím 3 chế độ gió, trên này không có chế độ hẹn giờ. Đấy. Em test luôn chức năng của nó các bác nhé. Đấy, số 1. Và đồng thời bật tung năng luôn, góc chỉ 120. Gió rất mát luôn. Rất mát. Đấy, và năm nay là cảnh báo là năm nay là gió nắng rất là nóng. Đấy, tranh thủ các bác cái đầu mùa này thì các bác tranh thủ các bác đi mua ở đâu cũng được, mua của em cũng được mà mua của các cửa hàng khác cũng được, nhưng mà các bác sẽ mua sớm đi thì các bác sẽ được lựa chọn những cái sản phẩm nhiều lựa chọn hơn. Đấy. Là mua đầu mùa đấy sẽ cái giá nó sẽ dịu hơn một chút. Mình không nên theo hiệu ứng đám đông. Cứ chỗ nào rẻ thì mình mua. Đầu mùa thì sẽ rẻ hơn. Chứ vào mà đúng đang nắng mà các bác đi mua quạt thì kiểu gì thì kiểu giá nó cũng sẽ bị cao hơn, vì mà nhập hàng nó cao rồi thì chắc chắn là bán phải cao. Đấy. Một chiếc quạt Toshiba bàn gang sắt bầu nhựa túp năng cơ. Đấy, điện vẫn còn nguyên zin 100V. Đấy. Và em bán chiếc quạt này với giá là 1 triệu đồng các bác nhé. Đấy. Tất cả còn nguyên zin hết, nguyên zin hết các bác nhé. Đấy. Dầu mỡ em đã tra rồi. Đây là bán theo cái giá gọi là trao vía thôi các bác nhé. Đấy. Em cho các bác xem. Đây, em tắt đi em nói cho nó đỡ ồn. Đấy. Bầu như mới luôn này. Một chiếc quạt bàn gang sắt bằng đúng một chiếc quạt bàn nhựa luôn. Đấy, giá chỉ 1 triệu đồng thôi các bác nhé. Đấy, rất chắc chắn. Đây, sắt này, cổ đây. Đây, dây, cả dây treo vẫn còn nguyên đấy này. Dây trắng này. Đấy, các bác nhìn dây rất là to luôn. Đấy, nặng nó cũng phải tầm đến 5-6 cân đấy các bạn. Đấy, mặt phay nhôm này. Đấy, như những cái con quạt khác cái dòng này nó hay bị xước, nhưng con này nó vẫn còn rất ok bác nhé. Đấy.
Và các bác con này thì nếu lắp nguồn con này thì hơi khó vì đế nó hơi mỏng. Các bác chịu khó, nếu mà các bác muốn lấy thì các bác cắm nguồn ngoài vậy thôi, chứ con này thì đấu nguồn con này hơi khó khăn. Thì đế nó mỏng lắm. Đây. Thế còn nó tầm khoảng 5 cm. Khó đấu nguồn hơn. Đây. Găng sắt thì các bác cái chóp của nó là đúc luôn nhé. Giá chỉ 1.000.000 đồng thôi các bác ạ. Thì trao phía xem là nó có ok không. Và em xin phép được chuyển cho em quạt thứ hai. Một chiếc quạt này cũng mang thương hiệu Sanyo. Em này thì có chiều cao khoảng tầm 90 cm, từ 85 đến 90 cm. Lồng trước là lồng xi, lồng sau là lồng sơn. Đấy. Em này thì em đã vệ sinh, em để nguyên hiện trạng. Để kho thì nó vẫn hiện trạng thế. Bầu sắt các bác nhé. Đấy. Dòng này dòng cánh xoắn nhưng mà không có lỗ các bạn. Đó. Dòng là dòng cánh xoắn nhưng không có lỗ đâu nhé các bác nhé. Ốc chí à. Dây cũng còn rất là trắng. Dây cáp này. Sơn xước thì nó bị xước rồi, thì em đã để nguyên hiện trạng thì đây có góc chỉnh góc này các bác này. 3 chế độ chỉnh góc. Toàn thân găng sắt luôn, rất nặng các bác nhé. Em này đế còn có đế xoay ở dưới nữa. Các bác muốn chuyển đi, vận chuyển thì nó có đế xoay ở dưới, nó có 4 cái bánh. Đấy. Bán 5 chiếc quạt này cho các bác giá giật mình luôn. Đấy. Cái này là em muốn để nguyên hiện trạng, chứ còn nếu mà em muốn spa con này thì nó đơn giản thôi, muốn đẹp thì nó nhưng nó không còn nguyên zin nữa thôi. Em này thì nó có 4 phím, 3 chế độ gió. Đấy. Có chế độ số ngủ đây. Cái này là chế độ số ngủ đây. Đấy, gió rất new zin luôn. Đây là tút nâng cáp này. Đây là nút nâng hãm thân này. Hãm thân này. Tút nâng cáp này. Đấy. Sơn xước thì nói chung là nó cũng sẽ bị kém đi một tí, sức sát qua thời gian vận chuyển và thời gian sử dụng do người dùng nữa. Đấy. Đằng sau đây. Đây em bán này cho các bác nào mà các bác về các bác làm thì các bác thợ nào nhé, lấy về các bác nào bán cho các bác giá là 1.400.000. Cánh cổ em bao lành nhưng các bác nhé, cổ cánh em bao lành luôn và vẫn còn nguyên điện 100V. Đấy. Sơn xước thì nó cũng bị sức sát rồi. Đấy, một quạt chiếc quạt găng sắt mà bán 1.400.000 thì các bác biết là cái giá nó bằng chỉ bằng một chiếc quạt nhựa thôi, bằng đúng một em la dọc dưa. Đấy. Một chiếc quạt nhựa bây giờ tầm khoảng 1.400.000 thì nó cũng không đẹp long lanh đâu. Một chiếc quạt nhựa bây giờ đẹp long lanh thì nó phải tầm khoảng từ 2.000.000 đổ lại đến một tầm 1.600.000 thì mới đẹp được. Mà đây em này em chỉ bán với các bác một chiếc quạt găng sắt các bác nhé. Găng sắt này. Mà tất nhiên là cánh cổ vẫn bao lành các bác nhé. Và điện chạy hoạt động, mọi chức năng hoạt động bình thường nhé. Đây là bán giá xả hàng chứ thanh lý, chứ không phải là giá quạt làm sao nhé các bác nhé. Đấy. Cánh vẫn còn rất ok, trong suốt. Em đã tra dầu mỡ và kiểm tra mọi hiện trạng chức năng hoạt động bình thường. Đấy, test luôn cho các bác. Chạy êm, gió mát. Toàn thân găng sắt. Dưới thân có đế xoay. À, có bánh xoay. Quạt rất mát luôn.
Nếu mà bác nào mà muốn đẹp thì các bác và các bác tút tát qua một tí. Đấy, em bán nguyên hiện trạng thì nó như thế. Em chỉ bao cổ gánh nành và em bao hoạt động bình thường. Còn đẹp thì em không bao đẹp được vì là đấy ở kho mà mới lại cũng lâu ngày không dùng đến thì nó cũng kiểu gì thì kiểu nó cũng kém sắc đi một tí. Làm đẹp những cái quạt nào nó xứng đáng làm đẹp, những quạt này nó không bỏ công làm đẹp. Thế bác nào về có tỉ mỉ, các bác muốn làm đẹp một mình một cái thì các bác về bác làm thì nó sẽ đẹp hơn. Đấy. Em chỉ bao cho các bác là điện nguyên dinh 100V này, cổ cánh em bao lành này. Đấy. Và mọi chức năng hoạt động bình thường các bác nhé, hoạt động hoàn hảo luôn chứ không phải là bình thường nữa. Đấy. Và em bán với cái giá em này là 1.400.000 các bác nhé. Rất ok, các bác nào các thợ nào về mà làm được cái này thì đúng rồi. Và em xin phép được chuyển sang em quạt thứ ba. Đấy. Một em General. Đấy, em này thì có chiều cao từ 85 đến 90 cm. Đấy. Lồng trước là lồng mạ, lồng sau là lồng sơn. Bầu nhựa, túp đăng cáp. Đấy. Cái quạt này là của một cái bác đổi quạt. Em cũng bán nguyên hiện trạng, em đổi cho các bác, em lấy bác ấy lấy cái quạt khác. Lấy quạt khác thì bác ấy về bác ấy cũng tỉa tốt còn một tí, nhưng mà tỉa này chung là nói chung là không được đẹp. Cái bầu này bác ấy tỉa không được đẹp. Đấy. Cái bầu nhựa thì chung là bác ấy làm này chung là không đẹp lắm. Thôi em đổi cho bác cái giá 1.500.000 thì em cũng bán giá 1.500.000, không lấy thêm của các bác đồng nào cả, bán để giao lưu, người này có quạt người kia cũng có quạt, bán cái thích của người này, không thích của người này sẽ sang người khác lại thích. Đấy, gọi là trao đổi. Thế bác nào mà có những chiếc quạt nào mà bác không thích dùng nữa và bác thích những cái quạt thì các bác cũng liên hệ với em cũng có thể trao đổi. Sau đó thì hai người sẽ cùng liên hệ với nhau và chụp chiếc với nhau rồi thì thỏa thuận, cùng đi đến thỏa thuận. Đấy. Đây, cánh này đây các bác nhé, em giới thiệu cái quạt này luôn. Một chiếc cánh sải cánh 30 này. Cánh này là cánh đi kiểu dạng của Na Vương đấy các bác này. Đấy. Đây, con này nó hãm bằng cái chốt hãm cánh này. Đấy. Cánh 30, lồng trước là lồng mạ, lồng sau là lồng sơn. Lồng mạ trước thì nó cũng hơi kém một chút. Đấy. Đấy. Dưới này thì có 5 phím. Em này thì có 5 phím và 4 chế độ gió. Đây, chế độ số ngủ bác nhé. Đấy, và 3 chế độ gió thường. Đây, chế độ số ngủ này. Đấy. Đồng hồ hẹn giờ 60 phút. Túp năng cáp góc chỉnh 120. Đấy. Em này thì cũng rất ok này các bác này. Dây trắng phao này. Cổ cánh thì nành nhé, cổ này cổ sắt chứ các bác nhé. Mỗi bầu nhựa đâu. Mỗi bầu nhựa thôi. Đây, cổ sắt này. Em này cũng góc chỉnh góc chứ các bác nhé. Đấy. Đấy. Chỉnh góc này. Ba lực. Đây dây cáp trắng luôn này. Có mỗi cái bầu này các bác này, bác cái về bác cái làm cho hơi vụng thôi. Thôi nhưng mà không sao. Đây, ông này nó hãm nâng thân này. Đấy, ông này có hãm bằng ốc nha bác nhé. Nấc vặn ra phát này. Nóng này, thì bác nó cho lên, ông này khóa vào này. Đấy, cũng rất tiện. Đây, em quay luôn chi tiết cho các bác xem. Mặt dưới này thì nó cũng có vần xuống sắc một tí. Nhưng mà không sao. Xuống sắc thì có giá của xuống sắc, mình có sao mình bán vậy. Đấy. Cánh cổ em bao lành, điện vẫn còn nguyên zin 100V. Đấy, và chiếc này thì bác khách bác đã sơn lại bầu, còn mọi thứ là vẫn còn nguyên zin.
Đấy. Em bán nguyên hiện trạng luôn và em bao cho các bác là hoạt động lành nặn, vì em trao đổi thì em cũng phải lành nặn thì em mới đổi chứ, em không thể không lành nặn thì em không đổi được. Tức là mọi chức năng hoạt động bình thường các bác nhé. Đấy. Đây, em xung ngủ này. Chỉnh góc luôn này. Đấy. Góc quay đấy, xung ngủ đấy, lưu diu lắm ạ. Rất mát, nếu các bác mà mùa mà nó không nóng lắm ấy, các bác bật điều hòa là các bác bật cái chế độ này nó phe phẩy, nó làm không khí ở trong cái phòng ấy nó lưu thông, nó mát đều. Đấy, xuống ngủ nha các bác nhé. Đây em bật số 3 cho các bác xem. Đấy, gió rất mạnh, dòng cánh na vương này, giống cánh na vương này quay rất đấy luôn. Nó rất to luôn này các bác này. Mọi chức năng hoạt động bình thường, sải cánh 30. Đấy. Hiện trạng thì em đã báo và đã chụp cho soi chi tiết cho các bác xem rồi. Và giá em này thì em bán công khai với giá là 1.500.000 các bác nhé, một chiếc quạt gang sắt. Đấy. Mọi chức năng hoạt động bình thường. Và hôm nay em bán với giá là 1.500.000 các bác nhé, chỉ bằng một chiếc quạt nhựa thôi, một chiếc quạt nhựa xấu thôi. Đây đâu để em xem nào, qua em xưa em bán mấy chiếc quạt quạt na đầu dưa đấy, cũng bán 1.500.000. Xem món na đầu dưa đem soi cho các bác xem, nếu mà để cái tầm tiền thế mà các bác lấy một chiếc găng sắt với một chiếc quạt nhựa thì các bác chỉ cần nhấc tay các bác có so sánh nghe, nó sờ nó sẽ chắc chắn hơn. Đấy. Đấy. Và video ngày hôm nay thì em xin thông báo là em bán cái quạt này, ba chiếc quạt này với giá là gần như là xả lỗ nhé các bác nhé. Đấy. Một chiếc toàn găng sắt thôi, 1.500.000 một chiếc nghe đơn ra này, 1.400.000 một em Sanio này, và 1.000.000 tròn em Toshiba. Đấy. Video ngày 4 tháng 4. Đấy. Còn ngoài ra thì em còn rất nhiều những chiếc quạt nhiều phân khúc khác các bác nhé. Đấy, có nào thích cái phân khúc quạt dòng nào thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại duy nhất cộng số Zalo là 0969 135 686. Em có địa chỉ tại Cộng Lạc Tứ Kỳ Hải Dương, và rất mong các bác nào ở gần thì các bác ghé qua cửa hàng được mắt thấy tay sờ những cái sản phẩm mà cửa hàng em hiện có, mà các bác nào ở xa thì hãy trao niềm tin cho em để em chụp gửi chi tiết từng những sản phẩm mà các bác thích. Các bác xem chi tiết ok thì các bác xuống cọc. Cọc thì các bác tối đa các bác cọc cho em 500. Các bác chuyển khoản hết thì em vẫn bao ship. Đấy, thì video của buổi sáng ngày hôm nay thì em xin phép tạm dừng tại đây. Cảm ơn tất cả các bác, các cô chú anh chị đã theo dõi video. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào video sau.